Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Sao Mai Audio ở trên YouTube. Chúng tôi đang đứng ở giữa sân chính của nhà chùa Ba Vàng, một trong những ngôi chùa rất nổi tiếng tại Việt Nam. Chúng ta xem thấy khung cảnh ở đây thật sự là hùng vĩ, hoành tráng và được xây dựng công phu tỉ mỉ. Chúng tôi cũng đã đi lắp rất là nhiều các cái công trình, các nhà chùa nhỏ hơn và ở những nơi, nhưng mà chúng tôi phải thành thực công nhận chùa Ba Vàng là một trong những ngôi chùa được quản lý cực kỳ tốt, thưa các bạn, rất là sạch. Chúng ta nhìn thấy trong các cái đồ đạc cây cối được kịch tỉa tốt và chăm sóc ngăn nóc trong những cái ngày dịch Covid như thế này, nhưng mà những cái đội để làm vệ sinh, những cái đội về chăm sóc ngôi chùa thực sự là người ta làm việc liên tục, và ngôi chùa thực sự là rất đẹp các bạn. Đây, chúng ta thấy rất là các cái mái ngói đúng vừa như là của Á Đông, xếp tầng tầng lớp lớp trông rất là, chúng ta vào đây là vừa vãn cảnh, vừa thăm chùa, vừa lễ chùa, thì cũng là một cái điều rất là tuyệt vời cho các bà con, đặc biệt là đối với các anh chị em theo bên đạo Phật. Năm 2019 thì Sao Mai Audio đã nhận được lời mời của các vị sư, sư ông, sư bác đã mời chúng tôi lên để khảo sát, tư vấn và thiết kế cái hệ thống âm thanh cho Đại Hùng Bảo Điện, gian chính của nhà chùa mà đây chúng ta đang xem và nhìn đây này. Minh quang vô lượng, bên trong đó là Đại Hùng Bảo Điện. Thì chúng tôi cũng được biết là ở trước đây đã có rất là nhiều đoàn, rất nhiều nhiều đội âm thanh đã lên để khảo sát thiết kế và lên phương án, nhưng cuối cùng thì các thầy đã lựa chọn hệ thống cái loa nhỏ để gảy bốn xung quanh tất cả các cột. Nhưng mà khi các thầy thấy cái âm thanh nó vẫn chưa đạt được cái độ hay mà các thầy cũng như là các nhà sư cần thiết trong các cái bài thuyết pháp, cũng như trong những cái dịp lễ cầu siêu, dịp lễ đầu tháng và giữa tháng, thì Sao Mai Audio cùng với cũng đã đưa các cái hệ thống phương án của loa Bose lên để bảo vệ, cũng như là thuyết trình cho các sư, và các sư cũng đã cho Sao Mai Audio cái cơ hội để thử và chạy demo test sự âm thanh của hãng Bose. Chúng tôi nhìn đây bên trong Đại Hùng Bảo Điện này. Đây là một trong những bảo điện lớn nhất, trọng tâm của ngôi chùa Đại Hùng Bảo Điện, thật sự là bề thế. Có lẽ đây là một ngôi chùa được quản trị và được đầu tư công phu bậc nhất Việt Nam hiện nay. Chúng ta nhìn và một quang cảnh, chúng ta nhìn ra ở trên là nhìn thấy dòng sông và thành phố Uông Bí ở bên dưới. Đại Hùng Bảo Điện là một trong những bảo điện quan trọng nhất mà sư phụ và trụ trì cũng thường hay thuyết pháp. Đây, mái bê tông sơn màu gỗ, tất cả các đường nét kiến trúc của Á Đông theo cột kẹo, cột vì kẹo ngày xưa. Tuy nhiên là rất là rộng, thì các bạn đại sản rất là rộng. Bên trên là trần bê tông sơn lại màu gỗ, cái độ vang nó bị ập, thì các bạn này, chúng ta theo cái mái, cái tiếng vang nó rơi vào ở đây, chúng tôi đo là tầm khoảng 3 giây 46, nhưng mà cái độ vang nó lại không truyền đều,
mà khi nó có cái mái vác ở thì độ vang lên nó ập xuống, thì đối với ở từng cái khu vực nó vang nghe cũng rất là khó chịu thưa các bạn. Thì các bạn đã xem qua về không gian cũng như là Đại Hùng Bảo Điện cũng như là quy mô của nhà chùa, quy mô của sự khang trang, sự uy nghi hoành tráng của ngôi chùa Ba Vàng. Chúng tôi sẽ đi sâu vào các hệ thống loa mà âm thanh Sao Mai đã thành công và được sự các sư, từ sư phụ đến các sư ông sư bác và các thầy đã rất tin tưởng để gửi gắm cũng như là trao cho các cái nhiệm vụ khác để Sao Mai Audio tiếp tục mang đến cái hệ thống âm thanh chất lượng nhất phục vụ cho các